rồi, con chào lớn lên, con nói lớn lên, nó đầy ồn quá. Bây giờ bà muội sẽ đi công viên và săn đi tìm bánh kẹo nha. Đi thôi, tiến lên. Mình đi tìm bánh kẹo nha. Wow. Cái gì đó? Wow, kẹo dẻo rồi, bỏ vô bao. Rồi, đi tìm nữa nha, mình tìm nữa nha con. Xem còn có cái gì. Tìm đi, ủa sao đi vòng vòng hoài vậy, có thấy cái gì chưa? À, xúc xích màu gì? Màu cam. À, xúc xích heo cao bồi màu cam nha các bạn. Bỏ vô bao. Rồi mình đi tìm tiếp nữa con. Ôi. Có cái gì đó? Wow. Một bông rất là đẹp nha. Bông ở công viên rất là đẹp. Bánh gì đó con? Wow, bánh cũng không biết bánh thịt gà gì ăn sáng đây, bỏ vào luôn, không biết là bánh gì luôn á. Rồi chúng ta đi tiếp, tấn công à, bánh sợi gà, cái gì. Wow, là bánh gà, bánh mì gà nữa ha, gà sợi nữa ha, giống như bánh bông lan. Wow, bà muội tìm thấy cái gì nữa hả con? Bánh gạo quanh quanh. Đây, bỏ vô bao luôn. Rồi con mở bao ra bỏ vô luôn nha. Rồi con xách luôn đi. Rồi còn hết mà tìm, mình kiểm tra xem còn hết nha. Còn hết con. Rồi bà muội thấy có còn hết. Thì mình thấy bên kia kìa con. Kìa bên công viên bên mé phía bên kia kìa. Đi mình qua bên đây. Qua bên phía bên kia coi có cái gì không nha. Đi. Tiếp tục. Thế là bà muội tiếp tục lên đường đi tìm bánh và kẹo nha các bạn. Bên công viên hả? À, bên này nè. Đây nè. Trèo lên. Wow. Nó chạy tới. Wow, một quả trứng màu gì con? Cam. À, một quả trứng khổng lồ màu cam nha. Rồi mình xách đi tiếp luôn, xách đi chung với bánh luôn, mình tìm nữa, tìm xem còn cái gì nữa không nha. Đi con, bên này xách nổi không? Xách nổi không? À, mẹ xách giùm cái bao này nặng quá à. Wow, mùa nhặt được nhiều bánh kẹo quá, nặng quá à các bạn ơi. Wow. Ai, mùa tìm thấy được cái gì đó? Kẹo bình sữa màu gì con? Màu gì? Màu xanh dương. À, màu xanh dương. Rồi mình đi tìm. Mình đi tìm tiếp nha. Rồi, bà muội tìm được một bình sữa màu xanh lá cây nữa nha các bạn. Có màu trắng nè. À. À, bình sữa màu hồng. À, em tiếp tục tìm được bình sữa màu hồng. Rồi, cầm hết không? Em cầm hết không? À, mẹ có cách nè, con máng vô cái quả trứng đây nè. Máu vô quả trứng đây nè, đó. Ừ. Được không? Hay không? Hay. Đây, mẹ móc vô cho. Đây, rồi. Hết luôn, ba bình sữa. Rồi tìm nữa nha. Tìm xem còn nữa không nha. Đi muội ơi. Mình đi tìm nữa nha. Bạn ấy lại lên đường đi tìm bánh kẹo nữa nha. Xách đi con. Sao vậy? Xách lên. Xách lên mình mới đi tìm được nữa. Thấy chưa? Thấy ở đâu? Đi qua bên kia kìa, đi qua hướng bên kia kìa, có không? Đâu mình cái gì đó con? Bình sữa màu vàng mà cao quá. Wow, bình sữa màu vàng.
trên cao mà lấy không tới, mẹ lấy giùm. Rồi đây, móc vô luôn. Móc được không? Đây mẹ móc cho. Rồi. Rồi con xách đi. Wow, thích quá. Wow, xe tưới cây á, mình chạy đi. Phải không? Phải xe tưới cây không? Xe tưới cây á. Đúng rồi, đi vô đây con. Chạy nhanh. Nó tưới cây á. Mình chạy về. Rồi mình qua bên kia mình mở trứng nha. Ôi mình qua bên kia mình ăn bánh đi. Một giỏ bánh luôn đây nè. Đây. Một giỏ bánh nhặt được nè rồi. Kẹo nữa. Mình ăn cái gì trước? À ăn kẹo bình sữa trước hả con? Rồi đi xuống. Đây. Qua ngồi đây luôn hả? Bạn mọi nhặt kẹo mệt quá, bạn ngồi tại chỗ góc công viên mà mùi ăn luôn nha các bạn. Con ăn kẹo bình sữa màu gì đây? Màu vàng. À màu vàng, rồi con lấy ra con ăn đi. Con muốn ăn kẹo màu trắng nè. À trong kẹo bình sữa có rất nhiều màu nha các bạn. Ôi mẹ lấy kẹo bình sữa ra rồi. À mẹ lấy được viên kẹo màu trắng cho bạn muội rồi ha, bạn muội ăn đi. Có mùi gì? Ngon không? Mùi sữa. Mùi sữa hả? Kẹo màu trắng có mùi sữa. Đây, con cầm kẹo của con đi. Rồi, ve yeah, ve, yeah. Có ngon không? Nói cho các bạn nghe nè. Ngon ngon. Ngon ngon, rồi. Bạn muội muốn ăn gì nữa không? Ăn kẹo màu xanh lá cây. Rồi, ăn kẹo bình sữa màu xanh lá cây nữa. Rồi, bạn ấy mở được không? Giờ mẹ mở cho. Ăn màu nào? Ăn màu xanh lá cây. Ăn màu xanh lá cây luôn à? Rồi bỏ vô miệng ăn đi. Màu xanh lá cây cây, bạn muội lấy ra nha. Há miệng ra ăn à? Rồi để nắp lại cho mẹ luôn. Ăn xong thì để nắp lại cho mẹ nha. Ngon ngon. Ngon ngon. Theo. Các bạn mình ăn kẹo bình sữa màu trắng nè. Màu gì? Màu trắng. Màu hồng chứ. Màu hồng. À cái nắp màu hồng thì mình nói là bình sữa màu hồng đấy ha. Đây mẹ cầm nắp cho. Rồi bà và bạn bộ sẽ ăn viên kẹo màu gì? Màu nâu. Hả? Có màu nâu nữa hả? Đâu giơ lên mẹ xem. Đúng rồi màu nâu. Có kẹo màu nâu nữa các bạn ơi. Rồi con ăn đi rồi đậy nắp bình sữa lại cho mẹ. À, bà mùi tự lấy ra màu nâu và mùi ăn luôn. Đây nắp đầy đậy lại cho mẹ đi. Phải gì trắng trắng trong chai ạ? À cái nắp đó đậy cho nó kín lại cho kẹo nó khỏi mềm á con. Biết không? Có cái trắng trắng đó kẹo con nó không bị mềm biết không? Chứ không là kẹo con nó bị mềm. Rồi ăn hết chưa? Ăn hết mấy bình sữa chưa? Còn màu xanh dương nè. À còn màu xanh dương nữa nha các bạn. Còn màu xanh dương. Rồi trong thời gian đó mẹ quay coi. À ngoài kia xe đang chạy rất là nhiều. Rất là nhiều nha các bạn. Wow. Sao? À mà xin cái nắp màu trắng nó vẫn còn đó ha, đưa đây. Ăn màu vàng nha. Rồi con lấy màu gì ra con ăn rồi dơ lên các bạn xem. Đúng rồi. Màu vàng nha. Wow, màu vàng. Rồi con ăn đi. Màu vàng nha. Màu vàng bạn lấy lấy ra luôn rồi bạn mùi ăn luôn. Có vị gì? Màu vàng có vị gì con? Thơm mùi táo nữa. Mùi gì? Mùi táo nữa. Mùi gì? Mùi táo quá hả? Dạ. À mùi táo các bạn ơi. Rồi bỏ vô miệng ăn hết đi. Để nắp lại. Có màu nâu kìa. À có màu nâu nữa hả? Màu nâu để đem về cho anh hai ăn nữa nha. Rồi mình thử một viên thôi rồi còn nhiêu là mình đem về cho anh hai ăn. Rồi đi về cho anh hai ăn được chưa? Cho mẹ ăn nha. À, cho mẹ ăn nữa hả? Giỏi quá, tốt quá vậy ta. Cho thương ghê không? Màu xanh lá cây. Thương em quá, em lấy kẹo cho mẹ ăn. Rồi, cho mẹ màu xanh lá cây nha, mẹ ăn thử có vị gì nha. Kẹo này không có cứng các bạn ơi, kẹo nó dẻo dẻo quá phải không?
Ông bị mà sao lắc cây là bị táo à? Bị táo. Rồi thôi mình về nhá. Dạ. Rồi đứng. Như mở trứng hả? Mở trứng hả? Rồi con mở trứng đi. Mở được không? Có cần mẹ giúp không? Rồi bạn ấy tự mở trứng không cần mẹ giúp. Á, quả trứng của muội có hai màu. Hai màu không? Vậy nè, ở trên là màu cam, ở dưới là màu hồng nè, thấy không? Hai màu rồi, đập đập ra luôn. Rồi trong quả trứng có cái gì nè? Lại có một cục kẹo. Rồi để lên đây các bạn xem nhé. Rồi hai cái đồ quay luôn. Hai cái quay luôn nha các bạn. Đây, hai cái quay đều màu xanh lá cây hết các bạn ơi. Ở đây quay không được, ở đây cái ở dưới công viên nè, chỗ xi măng nè, khó quay. Đó, hai đồ quay màu xanh lá cây rồi, còn gì nữa không? Còn hai viên kẹo nữa nè. À, còn có hai viên kẹo nữa nè các bạn, kẹo gì đây? Không biết luôn á. Thôi bỏ vô trứng lại đi. Kẹo phui. À, về ăn hai viên kẹo dẻo các bạn. Và một cái bong bóng màu gì? Màu xanh dương. Rồi cái này là cái gì ta? Cái này là cái gì các bạn? À cái này là cũng cái chớp chớp nè. Cái chớp chớp đèn. Để chớp chớp đèn. Và đây một cái viên phát sáng nữa nè. Rồi đấy, trong cái trứng của bạn muội là có ăn kẹo này hai nha. Cái đồ chơi đây. Bạn muội ăn kẹo này. À, chưa. Con chưa mở xong mà. Bạn muội ăn kẹo nó đi. Ừ, con mở ra con ăn đi. Con không mở được. Ừ, để mẹ quay hai cái quay này cho các bạn xem cái đã. Trong thời gian con mở kẹo nha. Wow. Hai cái đồ quay. Cái này là về trên cái mặt phẳng láng đó, nó quay nhiều hơn. Còn này xi măng nó khó quay nè các bạn. Đây, quả trứng của bạn muội có hai viên kẹo. Và bây giờ bạn muội sẽ ăn một viên nha. Ai ơi, kẹo ai ơi nè. Kẹo có chữ ai ơi. Đây, mẹ mở cho bạn ấy rồi nè. Hãy ăn đi. Rồi mình đậy trứng, ăn rồi mình đậy trứng lại về nha con. Về đi. Rồi các bạn đây. Rồi con bỏ vô miệng ăn đi. Rồi mình bỏ những cái cứng. Hả? Kẹo cứng. Kẹo cứng thì con ngậm á. Con ngậm á, con đừng có nhai. Nhai là gãy răng luôn á nha. Rồi mình sẽ bỏ những cái đồ chơi này vào trong quả trứng. Quả trứng bằng muội là có cái hạt này chớp 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 đó nha các bạn. Nè, bóp bóp cho nó chớp chớp chớp. Hai cái quay. Hai viên kẹo, bạn muội ăn hết một viên rồi. Một cái bong bóng và một cái viên phát sáng nha các bạn. Rồi, mình tắt đi. Tắt, cái này bắt tắt được. Mình bóp lên là nó sáng nè. Mình bóp lại một cái nữa là bắt đầu nó tắt luôn nha. Đó, nó tắt rồi. Rồi mình bỏ bốn bình sữa vô đây luôn. Rồi, mình bỏ bốn cái bình sữa vô đây. Mình đậy nắp lại và mình về nha. Bạn muội chịu không? Rồi bỏ bốn bình sữa vô đây xách luôn. Rồi gọn. Rồi đây. Xách về thôi. Rồi nhặt rác đi, rác đi bỏ nha. Bỏ rác. Bà phòng rác nha. Rồi bạn muội ơi, xách về. Chào tạm biệt các bạn đi con. Chào tạm biệt các bạn đi. Về. Chào tạm biệt các bạn nha. Bye. Bye bye. Bạn muội đi về nha các bạn. Vậy là trò chơi nhặt bánh kẹo và mở trứng ở công viên của bạn muội đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau của bạn xí muội. Sao con? Ở đây không có anh hai phải không? Dạ. À, tại muội đi công viên có một mình mà.